Xin thân mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em sẽ lên sóng một số những đầu jack cắm âm thanh rất là chất lượng để cho các bác và anh em về tự DIY những cái bộ dây dẫn của nhà mình. Đây là các bác và anh em nào có nhu cầu về mua sắm các sản phẩm liên quan đến audio, vui lòng liên hệ số điện thoại 0908 722 688. Bên em giao hàng toàn quốc. Các bác và anh em nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán. Trước tiên là bộ jack cắm bắp chuối Hitachi cực kỳ là chất lượng. Các bác và anh em cùng nhìn đây ạ. Các bác và anh em thấy chưa? Bốn cái jack bắp chuối của Hitachi cực kỳ là đẹp. Và ở giữa này nó còn có một cái thanh nữa, nó giúp tăng cái độ tiếp xúc cho cái jack. Cùng với đó là trong trường hợp anh em cắm lâu, cái chẳng may cái jack cưa nó sẽ ép xuống thì nó có cái thanh ở giữa này, đấy, nên là nó vẫn đảm bảo cái độ đàn hồi cũng như là tiếp xúc của bộ jack cho các bác. Anh em cầm cái jack trên tay rất là thích. Ở đây là em cũng đã, quý vị thấy là ngay cả những bộ dây loa như của Macintosh ở đây đấy. Và bên em cũng sử dụng jack bắp chuối răng cưa của Hitachi cực kỳ là xịn sò. Đây các bác và anh em có thể xoáy ra như này, anh em nhìn cái rác này, rác này thì các bác và anh em không cần phải hàn, chỉ việc bắt ốc rất là tốt. Đây các bác và anh em nhìn cái rác cắm rất đảm bảo. Hay ngay cả những cái bộ dây loa gấu như này cũng thế, cũng được sử dụng đầu jack của Hitachi. Đấy. Các bạn anh em xòe ra. Quý vị và các bạn nhìn những cái đầu jack cắm cực kỳ tuyệt vời. Đây, em nhìn nó hơi bị bắt ốc. Đấy. Quý vị thấy đẹp chưa? Một bộ 4 chiếc này có giá là 320.000 đồng, tức là 80.000 đồng một cái. Ngoài ra các bác và anh em có thể là nếu như mà không thích cái vỏ này, có thể tháo ra như ở những cái đầu dây, những cái dây rắc bắp chuối răng cưa như này. Anh em thấy tháo ra và bọc con nhận lên, nhìn này cho nó thanh thoát, cũng rất là ok, được chưa nha. 80.000 đồng một rắc bắp chuối Hitachi cực kỳ là xịn như này. Và tiếp đến là một cái mẫu rắc bắp chuối thứ hai, anh em có tham khảo dòng này, rắc bắp chuối carbon. Và cũng kết cấu tương tự như jack của Hitachi, như các bác và anh em xem. Và jack bắp chuối carbon này ở giữa nó cũng có một cái thanh ở giữa như này, tương tự như jack của Hitachi, như các bác và anh em thấy. Rất là đẹp, một đỏ một đen, cũng bằng giá 320.000 đồng 4 rắc. Được chưa? Đẹp chưa? Đó. Ở đây là một cái tiêu biểu điển hình, các bác anh em có thể tháo cái này ra, chúng ta cất đi. Cái này rất là đẹp, cất đi thôi. Và chúng ta bọc co lại, nó sẽ thanh như này. Không anh em có thể để nguyên cái đầu co. Đấy. Rồi tiếp đến là một mẫu jack RCA cực kỳ là nổi tiếng và xịn cho các bác và anh em. Các bác anh em rồi, đây là dòng RCA của WBT. WBT là cái hãng chuyên sản xuất đầu jack cắm cao cấp, kể cả lót đót cũng sử dụng đầu RCA của WBT. Không chỉ lót đót, có rất nhiều hãng nhé các bác anh em nhé, dùng đầu jack của WBT. Và các bác và anh em nhìn cho cái đầu jack này, nó sẽ nó khác đấy, khác rất là nhiều so với jack của thị trường các bác và anh em bắt gặp.
Đây là có cả bốn cái rắc này thiết kế là nó không có bo tròn hết mà có lỗ ở đây nhá. Các bạn em nhìn cho những độc rắc. Cực kỳ là đẹp. Đây. Đây. VKPT là rắc của Đức Germany. Và những cái đầu rắc các bác có thể xem. Rắc này có giá là 100.000 đồng một rắc. Các bác và anh em nhé. 100.000 đồng một chiếc đầu rắc RCA hay gọi là rắc AV bông sen đấy của VKPT. Đấy, các bạn anh em nào yêu thích những cái bộ đầu rắc mà em vừa giới thiệu, ba có đây có 3 mẫu thôi, điển hình đây, có thể liên hệ số điện thoại 0908 722 688. Và cảm ơn các bác và anh em, xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.